the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, cái phần cuối cùng mà chúng ta sẽ hoàn thiện đó là cái phần đim cho cái công trình này. Phần đim thì chúng ta phải có đim chúng ta mới xây dựng được công trình, đúng không ạ? Cái đim chúng ta là đim 3 lớp và nó theo chiều ngang và theo chiều thẳng đứng ở đây. Chúng ta sẽ hoàn thiện theo chiều ngang trước, trên, dưới, sau đó hoàn thiện theo chiều thẳng đứng. Đấy, thì phần đim này chúng ta chưa tìm hiểu thì bạn cứ đim bừa, ví dụ như bạn trong bảng đim gọi là đim style này. Bạn nào biết đim rồi thì có thể đim, bạn nào chưa biết đim thì chúng ta sẽ bỏ qua và sau chúng ta sẽ xem lại cái video này sau cái buổi học đim, được chưa? Đây KT đim là tỷ lệ 1:1 này, thì những cái bảng hiệu chỉnh mình đã hiệu chỉnh hết ở đây rồi. Đơn vị một số này. À, những cái bảng hiệu chỉnh này. 2.5 này, 1.2. Đó. Đường line. Đấy, hiệu chỉnh hết này rồi thì trong cái bảng fit này bạn tích vào objective nhá. Này, thì tích objective thì bạn cũng sổ cái bảng tỷ lệ lên nó là bao nhiêu? 1/60. Bây giờ ta đim. Đim là lệnh là DLI. DLI lại đim ngang. Chúng ta sẽ đim theo từng cái, ví dụ đim cái theo cái chi tiết trước, đúng không ạ? Các bạn có thể đim theo bảng vẽ, ở đây mình sẽ đim tạm nhé. Ví dụ mình gọi là DLI này. Nó ra ngay được chưa? Ở đây mình sẽ để là sang layer đim. Đấy, và mình sẽ sổ xuống là layer đim hiện hành. DCO là đim liên tục nhé, tức là chúng ta sẽ bắt đầu một cái kế tiếp. Đấy, ví dụ như vậy. Ok. 20 cái cột. Đấy. Đấy, đim luôn, chỗ này nó chưa đi mình đim luôn, không sợ. Đây là DBA này, DBA này để tạo ra. Bạn bấm phím xuống và chọn select này, bắt đầu từ đây nhá. Bắt đầu từ đây. Đấy, DCO này. Đấy, bắt đầu luôn này, đim trục, lớp thứ hai là đim trục. Đấy, bắt vào chính giữa trục của nó. 4800, 4500 nhá. Đấy, bạn thấy cái phần này nó đang bị chật đúng không ạ? Để đim lớp thứ ba đang bị chật thì bạn sẽ ra đây. Kéo qua này. Nên chọn nó này, bấm lại stretch. Kéo lên F8 nhá, F8 này nó thẳng nhá. Kéo lên trên như này. Các bạn hợp lý được. Cái này cũng thế. Stretch này cho xuống dưới. Bởi vì chỗ này là vị trí để của đim mà. DBA này. Đấy, bạn chọn tính năng S, lựa chọn một vị trí đim tổng. Đấy, và bấm phát lên cuối cùng này. Ghê chưa? 15.820. Đim này nó bắt đầu từ đây cho đến kết thúc vào đây. 14.020. Đấy, bạn mình kéo vào đây. 14.020 chuẩn luôn. Đây, cái phần này mình thấy dài quá, bạn lại kéo vào F8 đi. Đấy, tầm này là đẹp nhá. Đấy, tiếp theo mình lại đi tiếp bên dưới này, DLI này. Kéo ra đây, đừng kéo dài quá này, kéo vừa phải, nó không bị xa quá, không bị gần quá. DCO là lệnh đi liên tục. Đó, vào đây. Ok chưa? Nó rất là chậm rãi để cho bạn có thể thực hành. Là DBA này, cách này, S cách bắt để chúng ta lựa chọn từ đầu này này. À, bấm xuống dưới này, hiện lên trên, và bấm lên trên, chỉ lên trên bấm, nó lại hiện xuống dưới. Nên chúng ta chỉ lên trên tích vào đúng điểm của nó. Bắt vào đối tượng nhé. Để xong lại là gì? Thoát ra DCO. Đó, thì nó bắt liên tục luôn theo cái đim thứ hai. Thì cái lớp thứ hai là đim trục, các bạn ghi nhớ lớp thứ hai là đim trục cột. Đim phát nữa đây. Ra nó có rồi. Đấy, phát nữa là DBA để tạo ra lớp tiếp theo. DBA là để chuyên tạo ra lớp đim. Đấy. Kích phát kéo xuống dưới là luôn. Đấy, giả sử như vậy nữa. Bây giờ tiếp theo đấy phần đim là phần đim nằm thẳng đứng đúng không ạ? Chúng ta sẽ đim cũng 3 lớp luôn. Lớp 1 chi tiết, lớp 2 là đầu trục, lớp 3 là tổng. Thế mình sẽ làm như sau. Cái vòi nước rửa mình sẽ mua vào đây.
DLI. DCO. Vào đây. Vào đây, dạ. Vào đây. Có thể lên đây luôn. DBA cách S cách bắt đầu từ cái này đi. Đến cái đầu trục của nó là cái này. 4780. DBA bắt đầu từ tin này đến đây. Cái này bạn cần kéo vào đây. Đây, ta sẽ kéo cái này dài một chút nhỉ. Lay xô lên nhé. Và lay xô mình vừa bấm tắt nên là nhanh như vậy thôi. Bạn có lay xô rồi. Lay on thì off. Đấy, tại đây này, kéo qua này. Kéo qua này, ép. Đó, D1. DLI. Tiếp qua này vào đây. DCO. Vào đây. Rồi đi chi tiết vào gì. Ở đây này gì, cửa là bao nhiêu, bậc là bao nhiêu, DBA để tạo ra lớp thứ hai, lớp thứ hai sẽ vào trục, lớp thứ ba luôn vào tổng, tổng này bạn phải kéo ra ngoài, chỗ này đang bị trùng đúng không ạ, quét qua này, mua xuống dưới. Miễn là sao nó thuộc phần sân trước là được đúng không ạ? Cái này phải là layer gì? Layer dim, ván vào layer dim. Ok, vậy là ta đã vừa hoàn thành một bản vẽ. Ở đây bạn thấy cái nét hack nó đang bị trùng lên tường đúng không ạ? Thì bạn sẽ lay xô phần tường này lên. Lệnh cuối cùng này, lay xô này. Đấy, chọn vào đây. Cách này, bạn sẽ quét chọn tất cả này. Sau khi lay xô lay tường này lên nhé. Nét cắt này lên này. Đây các bạn chọn tất cả này, chọn gõ lệnh là DR, đây là lệnh sắp xếp thứ tự layer cho này lên trên cùng. Đấy, chọn tất cả nha, chọn gõ DR này. Chọn là fan, fan là đưa lên trên. Đấy, ông RE. RE để làm mới xong thì lay gì? Lay on này tất cả này. Thì ông này sẽ lên trên cùng, thấy không? Vậy đây cái bản vẽ chúng ta đã được hoàn thành. Tech dim hack và cả cái khung T. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử bấm in thử nha, xem chúng ta xuất ra in đồ án nó sẽ như thế nào. Các bạn sẽ bấm thử lệnh Ctrl P. Ctrl P và chúng ta sẽ chọn là gì? Ở đây bạn chọn là PDF này, đưa vào tôi PDF này. Chọn khổ giấy là A3 này, ISO A3. ISO A3 420 x 7 nằm ngang, khung tên nằm ngang mà. Chọn đúng rồi, ISO A3 nằm ngang. Tỷ lệ của ta là 1/60 đúng không? Bạn nhập lên là 60. Bỏ thì bỏ cái tích kiểm fit paper đi nhé. Nhập lên là 60. Đấy, tích kiểm ở đây, tích kiểm center ở đây. Đấy. Nó monochrome này. Property các bạn sẽ tích vào đây. Vào cái tab thứ 3 này và chọn vào ISO 3 luôn ạ. ISO 3 này. Chọn nó chọn vào cái modify standard này. Chọn ISO 3. Chọn modify tiếp, đặt về 4 số 0, đặt về 4 số 0 hết. Next, finish, ok. Đấy, monochrome. Cái này là in đen trắng nhé. Bạn nào muốn in màu để inner case, monochrome là in đen trắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này để là 1/60 nhé. Bỏ cái kiểm này đi thì mới hiệu chỉnh được. Để là 1/60, bởi vì cái bản vẽ nội chúng ta đã phóng lớn lên 1/60 đấy. Chọn vào Windows và chọn quét qua cái khung này. Đó, chọn Windows. Chọn vào Windows ở đây. Sau đó chọn Windows ở đây. Quét qua đầu này bắt vào khung này. Đó, chọn vào Review xem thử. Đó. Vậy chúng ta đã thu được cái bản vẽ chúng ta nét đậm, nét nhạt như nào đấy. Rồi đúng không? Ở đây cái hack chúng ta nó đang là gì? Nó đang bị xanh tại vì là cái màu của ta nó chưa để theo layer. Không vấn đề gì, chúng ta sẽ sửa được thôi. Này. À, cái màu của này là để là 3 layer. Layer nào? Layer hack thì đúng. Đấy.
chúng ta chọn vào đây, chọn về home. Cái này layer hack rồi nhưng mà chúng ta cho về màu xanh này. Đấy không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thử in thử được Ctrl P lại. Đã chọn vào đây là chọn preview earth plot, là chọn kiểu in mà chúng ta vừa thiết lập trước đây lần gần nhất đấy. Ta preview này. Ok, cái này nó vẫn bị sai. Ủa nữa. Mình chọn tất cả đi. Kéo dưới này. Black. Green. Vẫn bị xanh. Cái layer này bạn sẽ để vào layer cây ạ. Ok, bây giờ ta sẽ Ctrl P này. Preview. Ok, nó đã đen rồi. Vậy đây là bản vẽ chúng ta đã thu được. Nó sẽ là bản vẽ kiểu như này. Cái text này các bạn để cho text dày lên được nhé. Cái text kiểu trục này. Vậy là ta đã thu được bản vẽ như vậy. Cơ bản thì chúng ta sẽ cái quy trình làm việc là từ 1, 2, 4, 5, 6 cho đến 7, 8, 9, 10 chúng ta sẽ thu được cái bản kết quả như thế này. Ok, bây giờ thì các bạn cùng thực hành và làm tuần tự các cái bước như vậy, chúng ta sẽ thu được cái kết quả nó cũng khá đơn giản thôi đúng không ạ? Đầu tư một thời gian ngắn thôi chúng ta có thể hiểu được cái cách làm và cái quy trình làm ra cái sản phẩm như thế này. Chúc các bạn sẽ vẽ thật là tốt, và tất cả mọi cái câu hỏi nào các bạn có cái thắc mắc gì hãy đặt ở bên dưới phần comment ở trong cái bài đăng này, hoặc là gửi trực tiếp đến lên trên một cái bài đăng mới trên group lớp. Chúc các bạn sẽ vẽ thật là tốt nha. Xin chào các bạn.